Ông Hoàng Ba hay còn gọi là ông Hoàng Bơ là một vị thần cai quản miền sông nước. Ông là vị quan hoàng thứ ba trong hàng tứ phủ ông Hoàng, con trai của Long Vương Bát Hải Động Đình. Quan Hoàng Bơ cai quản Thoải Cung là một trong bốn vị khâm sai thay quyền thánh mẫu tứ phủ, thường xuyên bắt lính nhận đồng. Ngài cũng là một trong ba vị quan hoàng hay ngự về đồng nhất, Hoàng Bơ, Hoàng Bảy, Hoàng Mười. Xung quanh thân thế, cuộc đời của vị quan hoàng anh linh có nhiều công lao to lớn này, có rất nhiều dị bản về thần tích khác nhau. Trong video ngày hôm nay, An Lạc Từ Tâm xin được giới thiệu với quý vị và các bạn những thông tin chi tiết nhất mà chúng tôi sưu tầm được về quan hoàng Bơ Thoải. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, quan hoàng Bơ được thờ ở nhiều nơi, mỗi một ngôi đền lại mang những thần tích và dị bản khác nhau. Sau đây là một số thần tích phổ biến. Thần tích về quan hoàng Bơ liên quan đến đền quan hoàng Bơ, Phong Mục, Thanh Hóa. Ông Hoàng Bơ có một đền thờ nhỏ nằm gần đền Cô Tám Đồi Chè, thuộc quần thể di tích Phong Mục tại thôn Phong Mục, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đền thờ có ba gian, gian ngoài thờ tứ phủ Thánh Hoàng, gian giữa thờ tượng ông Hoàng Bơ và quan lớn Đệ Tam, còn gian trong cùng thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và quan Nam Tào, quan Bắc Đầu. Trước cửa đền có hai ông ngựa và đền nhìn ra sông. Bên cạnh đền ông Hoàng Bơ còn có lầu thờ cô Bơ Thoải và cô Bơ Thượng Ngàn. Thần tích về quan Hoàng Bơ tại đền Phong Mục, Thanh Hóa được truyền lại như sau. Ông Hoàng Bơ thường gọi tắt là ông Bơ hay ông Bơ Thoải. Ông là con trai thứ ba hàng tứ phủ ông Hoàng, con trai của vua Long Vương Bát Hải Động Đình. Quan Hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoải Cung, coi giữ việc trong đền vàng Thủy Phủ. Có khi ông biến trên mặt nước, hiện lên chân dung một vị hoàng tử có diện mạo phi phương, cưỡi cá chép vàng. Đôi lúc, ông biến hiện ngồi trên con thuyền, dòng trời khắp trốn, cùng các bạn tiên uống rượu, ngâm thơ, đàn hát, trông trăng, đánh cờ, hưởng thú vui của các bậc tao nhân mặc khách. Có điển tích nói rằng, ông Bơ cũng là người em trai thân cận bên quan lớn Đệ Tam. Khi thanh nhàn, các ông thường ngự thuyền rồng, cùng dạo chơi khắp trốn. Nhưng thấy cảnh dân chúng còn lầm than, vua cha dạy ông lên khâm sai cõi thần, mở hội phúc duyên, giáng phúc cho dân, độ cho kẻ buôn bán làm ăn, người học hành đỗ đạt. Thần tích ông Hoàng Bơ Thoải Phủ liên quan đến đền Hưng Long, Thái Bình. Tại Việt Nam, có rất nhiều nơi tôn ấp lập thờ quan Hoàng Bơ Thoải Phủ như đền Cờn, đền Vạn Ngang. Thế nhưng, nổi tiếng nhất và được coi là ngôi đền đầu tiên thờ ngài là đền Hưng Long, tỉnh Thái Bình. Chính cung đền Hưng Long thờ Tam Tòa Thánh Mẫu và Thánh Tượng Hoàng Bơ Bằng Ngọc. Đền Hưng Long được xây dựng từ thời nhà Lê, qua nhiều lần tu bổ nhưng do thời cuộc chuyển thay, chiến tranh tàn phá, đền đã bị dỡ bỏ không còn nữa. Đến năm 2012, nhân duyên hội đủ, cư sĩ Chí Minh đã đứng lên kêu gọi trùng tu lại ngôi đền Hưng Long, tức Hưng Long Linh Từ, thờ Thánh Hoàng Bơ Thoải, nguy nga tú lệ như ngày nay. Đền tọa lạc tại thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thưa các bạn, cổ nhân có câu, Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân. Nghĩa là người sống nhân đức thì trời đất sẽ ủng hộ giúp đỡ. Từ thuở xưa, mỗi khi đất nước nguy biến, nhân dân cực cực, đều xuất hiện những vị anh hùng cứu dân hộ quốc. Theo tâm linh người Việt, đó là sự kỳ diệu do thiên địa hóa hình, thần tiên giáng thế. Ông Hoàng Bơ Thủy Cung, một vị thần cai quản miền sông nước, đã hóa thân thành Minh Đức Đại Vương, hiển tích tại đền Hưng Long, làng Kinh Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Minh Đức Đại Vương theo thần tích là hóa thân của Hoàng tử Long Cung, có công hộ quốc an dân, cứu dân thoát nạn đại hồng thủy, dạy dân nghề hàng hải, thương mại, đánh bắt ra bờ, lại linh ứng âm phù bảo hộ cho quốc thái dân an, chống giặc ngoại xâm. Đức Thánh Hoàng còn được Triều Nguyễn sắc phong Mỹ Tự, Đông Hải, Thủy Tinh, Bạch Long, Linh Phù, Hiển Ứng, Tịnh Tuệ, Bác Huệ, Minh Đức Đại Vương Thượng Đẳng Thần. Trong tín ngưỡng tứ phủ chính là Đức Thánh Hoàng Đệ Tam Thủy Cung, tức Quan Hoàng Bơ Thoải. Theo sử sách và thần phả tại đền, ngài được sinh ra ở thôn Kinh Xuyên, xã Đồng Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
hiền thánh tại thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thần tích kể rằng, làng Kênh Xuyên thủa xưa có hai vợ chồng, lão ông Trần Thái Công và lão bà Đặng Thị, hiền lành nhân đức, đã luống tuổi bà chưa có con nối dõi, bèn phát nguyện ra trông coi đèn hương, đền thờ Thánh Mẫu Đệ Tam Thủy Tinh. Dầu dãi trải mấy thu, không tiếc công lao, lại làm phúc đắp đường, sửa đê, bố thí cho người nghèo. Công đức cảm động đến Thánh Mẫu. Một đêm, Thái bà nằm mơ thấy một người con gái, mình mặc áo trắng, mang đai ngọc lưu ly, tay ôm một đứa bé trai kháu khỉnh, ngự trên rồng vàng, bay lên từ mặt nước, nói rằng: "Ta là con gái Động Đình Long Vương, Thủy Tinh Ngọc Dung Xích Lân Long Nữ Công Chúa. Thấy vợ chồng ngươi siêng năng làm phúc, chăm sóc đèn hương, nên cho Hoàng tử Long Cung đầu thai làm con, để lo báo hiếu, sau này sẽ cứu giúp dân lành nhiều phen." Thực đúng, lòng trời thương kẻ ngay lành, truyền sai hoàng tử, dáng hình dương gian. Do châu báu, ví ngọc vàng, cứu dân giúp nước, tiếng vang muôn đời. Giấc mộng tỉnh, Thái bà thấy trong lòng khác lạ mà mang thai. Đến kỳ khai hoa, mãn nguyệt, bỗng thấy mây ngũ sắc vây quanh, hương thơm sực nức, từ trên trời hào quang sáng chói như trăm hồng ngàn tía. Đúng ngọ ngày hạ chí, 13 tháng 6, ngày hội đền Đức Thánh Mẫu, Thái bà sinh hạ một cậu bé trai khôi ngô tuấn tú, dung mạo khác thường, bèn đặt tên là Trần Minh Đức. 8 tháng biết nói, 9 tháng biết đi, 5 tuổi đã đọc thông sách vở. Lớn lên chỉ mộ về đạo Phật thiền gia, dù cho thái ông, thái bà có dục dã, cũng không màng chuyện hôn nhân phu phụ. Năm 22 tuổi, Minh Đức lập một thảo am để hàng ngày nghiên cứu Phật Pháp thuyền gia. Sau khi thái ông thái bà về tiên thì Minh Đức cũng đi đâu không rõ. Ngôi đền và thảo am để nhang lạnh khói tàn, bỗng một đêm, dân làng ai ai cũng đều mơ thấy có một vị hoàng tử, khôi ngô tuấn tú, đầu đội kim khôi, mình mặc áo trắng, lưng dắt kiếm bạc, cưỡi trên đôi bạch xà, hiện lên trên mặt biển nói rằng: "Ta là hoàng tử Long Cung, con vua cha Bát Hải Động Đình, vâng lệnh vua cha, giáng sinh vào nhà ông Trần Thái Công, vợ là Đặng Thị, để tác phúc cho thái ông, thái bà. Nay hết hạn, ta về Thủy Cung. Dân làng thời phải nên thờ phụng Thánh Mẫu Thủy Tinh cho nghiêm cẩn như xưa. Khi có nạn, ắt ta đến cứu. Về sau sẽ âm phủ cho đất đai rộng mãi." Sáng dậy, ai cũng thuật lại cho nhau giấc mơ y hệt. Bèn cung kính sợ hãi mà cho rằng ngôi đền rất linh thiêng, nên lập thêm Long Ngai bài vị, Minh Đức Hoàng Bơ Thoải Đại Vương, phụng thờ hương hỏa ngày đêm không dứt. Đến năm Giáp Ngọ, ngày 13 tháng 8, có bão lớn, con đê Ngự Hàm bỗng dưng vỡ toác, nước ngập mênh mông, người chết vật trôi nhiều vô số kể. Việc đắp đê Hàn Long không thể tiến hành, dân làng bèn nhớ giấc mơ xưa, lập đàn cầu đảo. Bỗng đầu từ ngoài biển có một ông bạch mãng xà bơi vào. Rắn bơi đến đâu, Hàn Long đến đó. Khi Hàn Long xong thì cũng không thấy rắn trắng đâu nữa. Dân làng đều biết là Minh Đức Hoàng tử cứu giúp, bèn về đền lễ tạ. Và chánh tổng Tân Hưng, lúc đó là cụ Bá Thuần, cho xây một ngôi đền ngay chỗ vỡ đê thờ Minh Đức Hoàng tử. Chỗ ấy ngày nay là thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vì làng Kênh Xuyên được âm phủ nên mở rộng mãi ra biển, đến nay đã tách thành 4 làng: Kênh Xuyên, Hưng Thịnh, Hải Long và Hưng Long. Đồng thời tâu lên triều đình về sự linh ứng của ngài và được triều đình ban phong mỹ hiệu, cấp ruộng tế điền để phụng thờ. Hoàng tử Long Cung nhiều phen phò vua cứu dân, có nhiều công lao to lớn. Khi về trời, ngài lại được Thượng Đế ban sắc cho làm phúc thần Biển Đông, chịu mệnh thiên đình mà chăn dắt, bảo hộ muôn dân vùng ven biển, ngự ở ngôi thứ ba trong hàng tứ phủ Thánh Hoàng. Đền Hưng Long là nơi hoàng tử được sinh ra và hiển thánh, được coi là nơi xây đền thờ ngài đầu tiên. Từ đó đến nay, dân thôn phụng thờ và lễ bái đều linh nghiệm, là nơi ngư dân cầu đảo trước mỗi mùa cá và mỗi lần ra khơi. Hàng năm vào ngày 13 tháng 6 là ngày tiệc đản sinh của Thánh Hoàng,
dân làng đều tổ chức tế lễ, rước kiệu từ đền về chùa lễ Phật và bái yết Thánh Mẫu Đệ Tam và Hầu Bóng. Nhiều lần có cá heo về chầu. Thần tích Quan Hoàng Bơ ở đền Vạn Ngang, Đồ Sơn, Hải Phòng. Vào năm niên hiệu Hoàng Định thứ 6, đêm ngày mùng 6, rạng sáng mùng 7 tháng 3, trong khi các bậc nho sinh đang bình văn đọc thơ, bỗng xuất hiện một vị nho sinh, mặt mày khôi ngô tuấn tú, mặc sắc phục trắng, xưng danh là Đệ Tam Thái Tử, cùng bình văn đọc thơ. Rạng ngày hôm sau thì không thấy vị nho sinh đâu nữa. Vì thế, người đời sau cứ mỗi độ xuân về lại tổ chức các cuộc bình văn đọc thơ để mong các bậc thần tiên giáng phàm. Cũng vì vậy, đền Vạn Ngang Đồ Sơn đã lập thờ Quan Đệ Tam Thái Tử, tức Quan Hoàng Bơ là quan thủ đền. Thần tích ông Hoàng Bơ Thoải liên quan đến đền Cờn, Nghệ An. Tại đền Cờn, Nghệ An còn lưu giữ một thần tích về Quan Hoàng Bơ Thoải, hay còn gọi là ông Hoàng Bơ Bắc Quốc. Theo truyền thuyết dân gian, Ngài hạ sinh vào thời Nam Bắc Tống phân tranh. Ngài tên là Tống Khắc Bính hay Tống Đế Bính, là thái tử con vua Nam Tống. Sau khi nhà Nam Tống bị nhà Bắc Tống đánh bại, Ngài dong thuyền ra biển Đông và thác hóa. Thần y trôi vào cửa Cờn, được ông Hoàng Chín, lúc bấy giờ đang tu ở đó, vớt lên chôn cất. Sau này Ngài phù các triều Lý, Trần lập nhiều chiến công hiển hách nên được nhân dân gọi là ông Hoàng Bơ Thoải, hay còn gọi là ông Hoàng Bơ Bắc Quốc. Xưa kia nhân dân lập đền thờ tứ vị thánh nương ở Lạch Cờn, thờ ông Hoàng Bơ trên đỉnh núi và đền thờ ông Hoàng Chín ở ngoài biển. Phối hương kinh vị ở đền Cờn. Một số vị đồng cổ có khấn, ông Bơ Bắc Quốc, ông Bảy Bảo Hà, ông Mười Nghệ An. Chính vì thế, trong nghi lễ hầu đồng của tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ, người sát can ông thường hầu ông thay vì hầu thánh Hoàng Bơ Thoải. Khi giáng đồng, ông thường ngự áo kiểu tàu. Tại đền Cờn Môn, phối thờ cả ông Hoàng Chín và ông Hoàng Bơ Bắc Quốc. Đền thờ của Ngài trên núi nhìn ra biển Cờn. Đền Cờn ngoài trước đây, nhiều người cho rằng đây là nơi thờ chính của quan Hoàng Bơ. Tuy nhiên, hiện nay, đền Cờn ngoài đã được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người xác định là nơi thờ quan Hoàng Chín, chứ không phải là thờ quan Hoàng Bơ. Ngoài những ngôi đền thờ quan Hoàng Bơ như đã nói ở trên, tại làng Mễ Trì, thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, có một ngôi đền mang tên đền ông Hoàng Ba. Có một điều cần lưu ý rằng, đền ông Hoàng Ba không thờ ông Hoàng Bơ, không thuộc về tứ phủ như nhiều người nhầm lẫn. Đền ông Hoàng Ba là đền thờ Đức Thánh Đầm, được biết tới là nơi ngụ của thần rắn linh thiêng. Đây không phải là nơi thờ tứ phủ nên không có tượng mẫu hay cách bài trí cũng như là nghi lễ liên quan đến tứ phủ. An Lạc Từ Tâm xin cung cấp những thông tin như trên để những ai chưa biết tránh nhầm lẫn khi đi lễ. Sau đây là những thông tin về hầu giá quan Hoàng Bơ. Quan Hoàng Bơ hầu mẫu ở đền Cờn, mẫu Hàn Sơn Thanh Hóa, làm việc thoải cung, là một trong bốn vị khâm sai thay quyền thánh mẫu bốn phủ đi bắt lính nhận đồng. Ngài mặc áo trắng có thêu rồng kết thành hình chữ thọ, thắt đai vàng, đầu đội khăn xếp có thắt lét trắng, cài chiếc kim lệch màu trắng bạc. Trước đây, đầu năm tháng giêng, người ta hầu ngài ngự áo đỏ khăn đỏ chứ không mặc áo trắng như bây giờ. Có người lý luận rằng áo ngài thì ngài mặc, nhưng trong tâm linh Việt Nam cho màu trắng là màu buồn nên đầu xuân kiêng mặc áo trắng. Như vậy mới là hóa thân bất tử giữa trần và âm. Đó là phong cách chứ không phải là sự đơn thuần. Có khi ông ngự về tấu hương, khai quang rồi một tay cầm mái chèo, một tay cầm quạt, thong thả bẻ lái dạo chơi. Cũng có khi ông cầm đôi hẻo hoa, dòng ruổi cưỡi ngựa, đi ngao du sơn thủy. Sau khi làm lễ khai quang, ngài ngự tọa, hiến tiểu, nghe thơ, ban phát lộc tài. Trong thần điện và trong nghi lễ hầu đồng của tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ, ông ngự áo màu trắng của thoải cung. Ngày tiệc của ông là vào ngày 13 tháng 6 và ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm. Khi quan Hoàng Bơ ngự về đồng, văn hát như sau. Trên điện ngọc, rồng bay năm sắc, dưới động đình, gành thác quy nga. Mênh mông một dải giang hà, ầm ầm sóng vỗ, xa xa bạc đầu. Loài thủy tộc,
đâu đâu tìm đến. Vượt Vũ Môn xuất hiện thần long, biến lên mặt nước lạ lùng. Ông Hoàng Bơ Thoải chân dung khác thường. Ông Bơ Thoải đường đường dung mạo, mặt nhường gương, tiết tháo oai phong. Thanh xuân một đấng anh hùng, toàn tài văn võ, lầu thông mọi đường. Sáng tựa gương, trần ai chẳng bụi. Bầu rượu tiên, thơ túi xinh sang. Khăn thêu áo trắng đai vàng, võ hài chân giận, vai mang đôi hèo. Cưỡi ngựa bạch, vai đeo cùng tiễn, tay kiếm trường, trước điện bước ra. Thương dân trên cõi xa bà, lòng tham chìm đắm, đức hòa khó lên. Trước bệ ngọc, hoàng liền tấu đối, lên cõi trần, mở hội phúc duyên. Khâm sai hoàng kíp băng miền, phong lôi một trận, nổi lên cõi phàm. Bạn tiên nữ xếp hàng rong ruổi, cá kình nghê thẳng lối tiễn đưa. Sai quân dưỡng trực lên bờ, chống rong cờ mở, thực là nghiêm trang. Sắp hai hàng, tàn vàng tán tía, kiệu vàng son, nghi vệ bát âm. Tuần vương nghỉ gót dừng chân, họa thơ Lý Đỗ ca ngâm đọ cờ. Tiệc xong lại trèo đua bẻ lái, chuyền trèo về Bát Hải rong chơi. Quỳnh côi phượng rực mấy nơi, sông Thảo sông Cả qua chơi lục đầu. Chơi khắp hết sông Cầu sông Mã, chuyển ba quân các ngả thi đua. Lên rừng lấy gỗ trỏ hoa, đem về dâng tiến vua cha động đình. Ngự Bắc Kinh Thăng Long quý địa, phủ Tây Hồ tú khí danh lam. Dừng truyền bái yết mẫu vương, mẫu ban chấp chính cầm quyền vào ra. Cho còi sóc các tòa cung nội, riêng một bầu phượng ruổi loan ca. Đông cuồng tuần quán các tòa, cây cao bóng mát rườm già tốt tươi. Đàn cá lội rõ mười không khác, kết thành lầu dàn giặt đêm thanh. Trăng soi đáy nước thủy đình, có thoi hoàng thoải xinh xinh khác thường. Thoi sáng ánh kim cương lấp lánh, biết bao người mến cảnh say xưa. Trách ai vô ý không ngờ, qua không bái yết thực là khó van. Ai biết phép ra ban tài lộc, độ cho người văn học thông minh. Hoàng về chắc dáng điện đình, khuông phủ đệ tử khang ninh thọ trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thần tích về quan hoàng Bơ. Vị quan hoàng vô cùng linh thiêng trong tâm thức của người Việt, hiện lên như một vị thủy thần, một vị nhân thần, một con người mang cốt cách của một vị thánh. Tú khí trung linh địa Hưng Long, đệ tam hoàng tử Thủy Tiên Cung, hộ quốc an dân thiên hạ thánh, bách tuế thiên thu vĩnh anh hùng.